Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Tân Đại Dương xin chia sẻ đến các bạn thông tin là trong thời gian vừa qua, giáo dục đại học ở Singapore đang thăng hoa trên bảng xếp hạng. Trong số 4 trường đại học của Singapore, 2 trường còn rất non trẻ là Đại học Quản lý Singapore và Đại học Công nghệ và Thiết kế đang gặt hái được thành công nhất định dựa trên mô hình liên kết với các trường đại học top lâu đời và danh tiếng thế giới. 2 trường đại học còn lại của họ đã thực sự phản ánh đúng như chất lượng giáo dục của quốc đảo này. Trường Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang thường xuyên nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Ấn tượng nhất là Đại học Quốc gia Singapore lần đầu tiên đứng số 1 châu Á, đứng trên 8 bậc so với đại học lâu đời và danh tiếng bậc nhất của châu Á là Đại học Tokyo ở Nhật và đứng trên 1 bậc so với Đại học California, Berkeley ở Mỹ. Phát biểu với sự hài lòng, Hiệu trưởng Giáo sư Tan Cho Chung nói NUS đã nỗ lực hết sức mình để tạo ra sự khác biệt của Đại học châu Á vươn ra toàn cầu bằng sự sáng tạo nghiên cứu đa lĩnh vực, đa ngành và bằng các liên kết chiến lược. Bên cạnh vị trí số 1 châu Á của NUS thì Đại học Kỹ thuật Nanyang được đánh giá là đại học phát triển nhanh nhất châu Á. NTU đã nhảy 33 bậc trong vòng 3 năm trở lại đây để trở thành một trong hai đại học có tuổi đời dưới 50 năm trên thế giới, nằm trong top 50 của bảng xếp hạng. Giáo sư hiệu trưởng của NTU, người ở trong ban hội đồng xét duyệt giải Nobel, khiêm tốn trước thông tin này. Hiện nay chúng tôi đang ở top 50, mọi bước đi của chúng tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi chúng tôi ở top 100. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để cải tiến 6 bậc trên bảng xếp hạng, vượt qua các đại học danh tiếng của Mỹ như Đại học Brown, Đại học UCLA. Điều đấy chỉ ra rằng các giáo sư và nhà tuyển dụng trên thế giới này ngày càng ghi nhận chất lượng nghiên cứu và giáo dục của NTU. NTU là đại học kỹ thuật lớn nhất thế giới với 16.000 sinh viên, 2.000 giảng viên đang theo học và làm việc ở College of Engineering. NTU đã và đang đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo từ y dược khoa, xã hội nhân văn, truyền thông và kinh doanh. Đặc biệt, trường kinh doanh Nanyang luôn được đánh giá là trường kinh doanh tốt nhất Singapore với truyền thống lâu đời và vượt nhất trong các khoa, ngành. Khóa MBS và MBA của trường được tạp chí Financial Times xếp hạng 32 thế giới, chỉ kém 8 bậc so với trường kinh doanh uy tín SET trực thuộc Đại học Oxford. Singapore đã thực sự gặt hái được nhiều thành công và uy tín cho những nỗ lực không ngừng của họ. Bạn nào đang có ý định du học tại Singapore, hãy liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua hotline 0838382080 để được tư vấn về những thắc mắc cũng như là hồ sơ thủ tục du học tại trường. Các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website tundaiduong.edu.vn và tddvn.com. Cho muốn hỏi cô Xuân một chút, đó là tổng giám đốc của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, nhiều năm được tiếp xúc với lại các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh, thì cô có thể chia sẻ những cái điểm thu hút của Singapore với các bạn du học sinh muốn học MBA trên khắp thế giới, và các bạn học sinh thì thường chọn những cái ngành nào thưa cô? Trước hết cảm ơn câu hỏi của Ngọc Châu. Như các bạn biết, Singapore là một trong những trung tâm đào tạo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA và các chuyên ngành khác lớn nhất khu vực châu Á. Hầu hết các trường đại học ở Singapore đều có khóa đào tạo thạc sĩ như các trường tư thục, trường công lập và các trường nước ngoài danh tiếng của thế giới đặt tại Singapore. Nếu bạn đã tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp cao đẳng và đang công tác ở vị trí quản lý, bạn muốn tìm kiếm học bổng du học thạc sĩ có nguồn đầu tư cho một đề án kinh doanh khả thi thì Singapore là một địa chỉ hàng đầu của khu vực châu Á cho bạn lựa chọn. Theo học MBA tại một quốc gia thịnh vượng và phát triển, bạn sẽ học được rất nhiều, không chỉ về kiến thức mà còn về tầm nhìn kinh tế. Tại Singapore, các lý thuyết về kinh tế mà bạn đã được giảng dạy ở bậc đại học sẽ không được nhắc lại. Giảng viên lớp MBA sẽ xem kiến thức đó là vấn đề cơ bản, vì họ sẽ giúp bạn phát triển ý tưởng cũng như giải quyết tình huống ở mức độ cao hơn, sâu hơn, rộng hơn dựa trên lý thuyết căn bản đó. Làm việc ở Tân Đại Dương nhiều năm, tôi thấy các học sinh của chúng tôi khi đi học MBA tại Singapore thường chọn các khóa học quản trị kinh doanh,
tài chính ngân hàng, marketing, kế toán, quản trị nhân sự, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy, quản lý logistics và bất động sản, vân vân. Một khi đã chọn học MBA, học viên sẽ có được sự phát triển vượt bậc về tầm nhìn và kiến thức xử lý công việc thực tế. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, vân vân. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.